Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Và trong ngày hôm nay thì em lại review luôn, giới thiệu lên sóng tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng, một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc xe đăng ký 8 chỗ ngồi cả lái, một chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2009. Máy xăng số tự động, động cơ 2.0, một chiếc xe bán đủ, được trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, cửa sổ trời, sơn xi màu đen các bác nhé. Bánh một mẫu xe cao ráo, rộng rãi các bác nhé. Phanh đĩa với 4 bánh, đĩa ABS. Máy xăng số tự động, mang biển kiểm soát 88A 23947, Kia Carens SX, một chiếc xe gia đình, không tẩy chạy taxi dịch vụ, không đâm sâu tai nạn ngập nước. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh hoặc bấm nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên các bác nhé. Tay lắm cửa Opelok mạ chrome, trần kính về mưa đầy đủ, răng đúc 4 bánh, với mức giá đề xuất là 296 triệu đồng. Đó, một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi số tự động, hàng cụm đèn pha này các bác này, đèn pi salon rất sáng các bác nhé, đèn gầm rất ok, đăng kiểm dài lê thê đến tháng 3 2022 cơ, bán đủ. Vô lăng 4 chấu, vô lăng còn khá đẹp các bác này. Túi khí trên vô lăng và các cái phím bấm vật lý các bác nhé. Điều chỉnh âm lượng chuyển vào. Đây là bảng tổng gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Cặp lồ bao lì khá sạch sẽ này, nội thất ghế da còn rất tươi các bác nhé. Trần lì nguyên bản, cửa sổ trời. Đó. Phần này chưa là đụng đến cà lê màu led. Đây là phần tem mác sản xuất này các bác này. Điều hòa auto, màn hình đầu đài nguyên bản. Số tự động, số zig zag các bác nhé. Đấy, số hộp, số 4 cấp. Chợ leo dốc đổ đèo chưa đến 300 triệu đồng. Cột kéo đinh bấm em cam kết các bác là gì nguyên bản theo nhà máy sản xuất nhé, không đâm xô tai nạn ngập nước. Đắp ly cánh này khá sạch sẽ này, keo chỉ nguyên bản, dòng xe này âm thanh khá chất lượng các bác nhé. Điều hòa phía dưới này các bác này. Đấy. Phía sau mà các bác không dùng đến hàng ghế ngồi phía sau thì có thể gập xuống để đồ cực kỳ là rộng rãi. Đấy, trần siêu đẹp. Đèn phanh. Hai cục đèn phanh rất là đều nhau nhé. Kia Carens bằng Eric. Phía sau gặp lại rất là rộng. Còn là đinh tán mát nước các bác này. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Màu đen nó hơi khó nhìn. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về xe này, cũng như đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử các bác nhé. Phần nóc này các bác này,
xe của ta, xe bò hay gì ông nội. Làm đi bốn cánh khá là đều nhau, rất sạch sẽ các bác nhé. Động cơ bằng với cả Toyota Innova và động cơ của số sàn cũng 2.0 các bác nhé. Phần là tem mác sản xuất này các bác này, AT sản xuất 2009, made in Korea. Phần này này ghế da rất mềm. Kéo đinh bấm zin Nhật Bản. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất để test các cái chức năng cơ bản của một chiếc xe. Cơ chế hoạt động của chiếc xe như nào? Đây là bảng tốc độ đồng hồ đây. Phun nước gạt mưa, đầu đài nguyên bản, chạy đĩa CD, đài FM, điều hòa auto, điều hòa rét run thôi nhé, xe gương xe kính đầy đủ, số 4 cấp này các bác này, P dừng này, R lùi này, đỗ đèn xanh đèn đỏ này, đi này các bác này. Đây là chuyển sang bán tự động của bác nhé. Đấy, bác đi đường đèo đổ dốc này. Đấy, mà có số cộng và số trừ. Ví dụ mà dốc cao thì các bác gạt đi số thấp thôi. Hoặc là những đường sóc cũng vậy. Các bác muốn tăng số thì gần lên trên. Đấy, còn muốn là tự động mà đi đường bằng bình thường thì gạt sang D các bác nhé. Đó, rất là tiện lợi. Bánh tay thì đã chuyển xuống dưới này, phía này này các bác này. Đó, đây em đang ấn phanh, đây là nhả phanh nha các bác nhé. Đó, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe. Rất là dễ dàng. Phần kính thì em bao test với các bác nhé. Phần kính, phần đèn em bao test cho các bác. Hoạt động trơn tru. Vô lăng này. Đó, sử dụng phím điều chỉnh. Điều chỉnh âm lượng trực tiếp trên vô lăng các bác nhé. Chuyển bài này, phát chương trình này các bác nhé. Đấy, ví dụ có điện thoại các bác nào đang đây phát luôn. Túi khí trên vô lăng, điều hòa auto, cửa sổ trời các bác này. Đó, khá là tiện. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho các bác xem này. Máy lổ khá êm các bác nhé. Lắp bình xăng ở phía này các bác này. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Kia Carrera. Có năm sản xuất 2009, máy xăng số tự động, động cơ 2.0. Một chiếc xe bản đủ,
trang bị phanh cái ABS, hướng khí, xi nhan tích hợp, gương kính chỉnh điện, gương phù xe, máy nổ rất êm các bạn, rất đều tiếng các bạn nhé. Ốc trần máy em vuông đét này các bạn này. Sóc này các bạn, phần tai này các bạn, ốc bàn này chưa được lên một lên một lết các bạn, móc khô ráo sạch sẽ các bạn này. Đó, em đã kiểm tra phần gầm rồi, không hề có hiện tượng gì dầu chi các bạn nhé. Đó, máy móc khá là sạch sẽ. Phía dưới xa xa thì là cụm xe ABS các bạn này. Chống bó cứng, chống trụ sập. Hệ thống phanh đĩa ABS thực sự là rất là hữu dụng các bạn nhé. Phanh đĩa ABS thì các bác phanh nó không bị dê các bác, vẫn có mình có thể điều khiển được lái. Novo kia là êm các bạn. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng review giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe của bến Cảng, một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2009, máy xăng số tự động, động cơ 2.0, một chiếc xe bản đủ được trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, cửa sổ trời. Đó. Với mức giá đề xuất là 296 triệu đồng. Hơn 296 triệu đồng thì bên em bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác làm vào đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây, xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh ô tô cũ Duy Khánh. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống là thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.